công ty khí đốt nhà nước của Nga đã tuyển dụng, trang bị và trả tiền cho các nhân viên bảo vệ để tham gia cuộc chiến ở Ukraine. Igor Yakovenko quá cố, một cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Chechnya những năm 1990, xuất thân từ gia đình các quân nhân Nga. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên đối với gia đình khi ông đăng ký tham gia chiến đấu ở Ukraine dù đã 53 tuổi. Điều bất thường hơn so với tuổi của ông ấy và sự hy sinh của ông ấy trên tiền tuyến là cách ông ấy tham gia cuộc chiến vào mùa xuân này, với tư cách là thành viên của một tiểu đoàn quân sự do Gazprom hậu thuẫn. Công ty khí đốt nhà nước Nga đã tuyển dụng Yakovenko khi còn sống và dự kiến sẽ bồi thường cho người vợ quá của ông ấy khi ông ấy hy sinh. Đơn vị của ông ta được đặt tên là Potok hoặc dòng, giống như các đường ống Nord Stream của Gazprom, bao gồm những người được tuyển dụng trong số các nhân viên bảo vệ của Gazprom. Nhiều người trong số họ đã đăng ký làm việc, được hứa hẹn về các đặc quyền công việc, trả lương và thiết bị do công ty cung cấp. Tiểu đoàn này là một phần của mạng lưới các đơn vị quân đội bán độc lập, mọc lên như nấm dưới nỗ lực chiến tranh của Nga, sau khi cuộc tấn công của quân đội chính quy thất bại vào năm ngoái. Financial Times đã theo dõi sự trỗi dậy của Potok và một tiểu đoàn khác có liên kết với Gazprom có tên là Petro, thông qua hơn chục cuộc phỏng vấn với thân nhân của các binh sĩ, nhân viên hiện tại và trước đây của Gazprom, các nhà tuyển dụng quân sự và cộng sự, cũng như một tài liệu tình báo Ukraine về dân quân Nga. Theo các quan chức tình báo phương Tây và Ukraine, mặc dù chính thức gắn bó với các chi nhánh cạnh tranh của các cơ quan mật vụ và lực lượng vũ trang của Nga, nhưng các nhóm này đang biến lực lượng chiến đấu của đất nước thành một tập hợp các đơn vị chắp vá lộn xộn với rất nhiều nhà tài trợ nổi trội. Có nhiều quân cờ khác nhau trên bàn cờ. Họ đang cố gắng tìm ra những việc cần làm để bảo toàn tài sản, vị thế và quyền lực của mình, một quan chức an ninh phương Tây cho biết. Được biết đến như những tiểu đoàn tình nguyện, vì những người đàn ông nhập ngũ được trả lương chứ không phải theo nghĩa vụ, những đơn vị nhỏ hơn như vậy đã bắt đầu cạnh tranh với nhóm bán quân sự khét tiếng Wagner để giành vị trí nổi bật trên tiền tuyến, khiến người sáng lập Yevgeny Prigozhin khó chịu. Các tiểu đoàn có biệt danh như Demon và Sparta, mỗi tiểu đoàn có logo và phù hiệu riêng, chia sẻ các quảng cáo kêu gọi nhập ngũ trực tuyến, tìm những tân binh tiềm năng có thể tìm kiếm mức lương và tiền thưởng tốt nhất. Một số được nuôi dưỡng bởi các tỉnh trưởng Nga ở Donbass hoặc Crimea bị chiếm đóng, những người khác có sự hỗ trợ của các nhà tài trợ giàu có hoặc các cá nhân liên kết với các dịch vụ an ninh, hầu hết che giấu sự sắp xếp tài chính của họ. Gazprom chưa bao giờ thừa nhận tham gia vào việc thành lập các tiểu đoàn tiền tuyến. Trong những năm trước, họ rất muốn thể hiện hình ảnh công ty truyền thống của phương Tây tới các đối tác thương mại của mình ở châu Âu, đưa ra các cam kết về môi trường, xã hội và quản trị, đồng thời dán tên mình trên khắp các sân vận động bóng đá thông qua việc tài trợ cho giải vô địch UEFA. Mặc dù công ty đã bị đặt dưới một số lệnh trừng phạt sau khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga, nhưng dòng khí đốt của họ đến châu Âu không gặp phải hạn chế xuất khẩu, mặc dù khối lượng đã giảm mạnh. Đối với Nga, các tiểu đoàn cung cấp một cách để đáp ứng nhu cầu nhân lực quân sự thông qua tuyển dụng tư nhân, mà không gây ra một làn sóng huy động cưỡng bức mới. Một đợt tuyển quân vào tháng 9 năm ngoái đã gây ra sự hoảng loạn trên diện rộng và khiến hàng trăm nghìn người phải rời khỏi đất nước. Việc huy động đó nhằm thúc đẩy cuộc xâm lược Ukraine, một chiến dịch bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 và dự kiến chỉ diễn ra trong vài tuần, những người lính đóng gói trang phục nghi lễ trong túi cho một cuộc diễu hành theo kế hoạch ở Kyiv. Kể từ đó, khoảng 200.000 quân Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương. Thay vì tiến sâu hơn vào Ukraine, Nga hiện đang đào sâu hơn, muốn giữ 20% diện tích đất nước mà họ vẫn chiếm giữ trước một cuộc phản công dự kiến. Rasen Pukhov, giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ có trụ sở tại Moscow, cho biết, sự xuất hiện của rất nhiều tiểu đoàn trong giai đoạn này của cuộc chiến là hợp lý, với mong muốn tránh một cuộc điều động thứ hai. Các nhà chức trách Nga đang tìm kiếm một số giải pháp giảm nhẹ, ông nói thêm. Theo một cựu quan chức cấp cao của Nga, đối với các nhà tài phiệt và tập đoàn, việc thành lập các đơn vị quân đội này là một cách để thể hiện lòng trung thành của họ với nỗ lực chiến tranh. Nó cũng cho phép các công ty như Gazprom giữ quyền kiểm soát đối với những người trong bảng lương của họ phải đi nghĩa vụ với những công nhân có tay nghề thấp sẽ phải dễ nhập ngũ hơn so với các kỹ sư mỏ khí. Các lệnh đăng ký tình nguyện viên theo nhiều cách khác nhau, bao gồm thông qua các tổ chức tư nhân và tổ chức nhà nước giàu có đủ tiền chỉ để tuyển người, cựu quan chức này nói. Các nhà phân tích cho biết Gazprom là trung tâm của nền kinh tế Nga và là mục tiêu rõ ràng của quân đội Nga khi nước này tìm cách tăng cường nhân lực. Công ty do nhà nước kiểm soát, sử dụng gần nửa triệu người và bộ phận an ninh của nó có các phòng ban trên khắp đất nước. Yakovenko, người đến từ Kabardino-Balkaria ở miền nam nước Nga, làm việc tại Gazprom với tư cách là nhân viên bảo vệ, theo hai thành viên trong gia đình ông và một tài liệu của chính phủ cho biết. Ol, một thành viên trong gia đình, cho biết quyết định nhập ngũ của anh được đưa ra sau khi chứng kiến nhiều thương binh trở về quê hương. Yakovenko tình nguyện tại nơi làm việc của mình cho một tiểu đoàn tên là Potok. Oleg cho biết cơ hội nhập ngũ thông qua ngành công nghiệp khí đốt đã cho phép Yakovenko đăng ký ra tiền tuyến mà không bị mất việc. Những điều khoản như vậy hấp dẫn những người lao động sợ mất việc làm trong trường hợp phải nhập ngũ vào lực lượng vũ trang chính quy.
Yakovenko đã thiệt mạng trong trận giao tranh gần Bakhmut vào ngày 24 tháng 4. Theo một bài đăng tưởng niệm được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội bởi phòng giáo dục ở địa phương của ông Prokhladny, bài đăng mô tả ông ta là một thành viên của tiểu đoàn Potok, Gazprom. Oleg cho biết người vợ quá và đứa con út của ông sẽ nhận được khoản bồi thường nhà nước thông thường, nhưng Gazprom dự kiến sẽ cung cấp khoản bồi thường bổ sung vì Yakovenko nằm trong danh sách những người đã chết khi làm công việc của họ trong ngành công nghiệp khí đốt. Sergei Kuprianov, phát ngôn viên của Gazprom, từ chối bình luận. Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã chuyển hướng câu hỏi của Financial Times tới Bộ Quốc phòng, cơ quan này không trả lời yêu cầu bình luận. Việc tuyển dụng cho các tiểu đoàn bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái, theo hai công nhân hiện tại của Gazprom, người đã chứng kiến quá trình này và một người họ hàng của nhau. Chú ý, một cuộc họp sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng tại cơ sở của trung tâm điều hành đường ống. Một người quản lý tại bộ phận an ninh của Gazprom đã nhắn tin cho một nhóm WhatsApp của nhân viên vào tháng 8, theo một tin nhắn được chia sẻ bởi một nhân viên bảo vệ hiện đang làm việc ở miền trung nước Nga. Tham dự hội nghị là cần thiết. Người quản lý nói với nhóm đang tụ tập rằng ít nhất hai người đàn ông phải tình nguyện chiến đấu. Anh ấy bắt đầu nói, Gazprom sẽ trang bị cho bạn. Chúng tôi sẽ trả cho bạn số tiền nhiều hơn số tiền mà những người lính hợp đồng bình thường nhận được, người bảo vệ có mặt tại cuộc họp nhớ lại. Trong ca làm việc 15 người của anh ấy, hai người đã tiến lên và được huấn luyện trong một tháng tại căn cứ quân sự ở Tambov. Họ nói rằng họ sẽ có thể đi mà không bị mất chỗ làm, và sẽ có một kỳ nghỉ khi trở về, người bảo vệ nói. Ở một nơi khác của Nga, ở Siberia, các nhân viên bảo vệ cũng được triệu tập cho một cuộc họp khẩn cấp vào tháng 8, vợ của một trong những người đàn ông có mặt nhớ lại. Họ được yêu cầu giao điện thoại và đi vào văn phòng của ông chủ theo từng nhóm nhỏ, cô nói và cho biết thêm rằng họ được yêu cầu, từng người một, đăng ký có muốn tình nguyện hay không. Người phụ nữ có chồng từ chối tình nguyện cho biết họ đã được hứa hẹn những điều khoản trên trời. Tổng cộng 1 triệu ruble. Tất nhiên, tất cả những người thông minh đều cười nhạo điều đó. Nhưng đồng thời, nhiều người nhanh chóng hình dung mình sẽ mua một căn hộ mới trong vòng 3 tháng. Người quản lý của họ đã hứa rằng thiết bị của họ sẽ chỉ được cung cấp bởi Gazprom. Họ nói, đừng lo lắng, bạn sẽ không nhận được tất cả số bắp cải chua đó từ quân đội đâu. Mọi thứ sẽ do chúng tôi cung cấp, người phụ nữ nói. Chỉ đến tháng 10, 6 người đàn ông từ ca làm việc cụ thể đó của Gazprom mới thực sự được triển khai, phục vụ trong các hợp đồng ngắn hạn 3 tháng gần Soledar, một thị trấn khai thác muối phía bắc Bakhmut ở miền đông Ukraine. Một nhóm khác đã được gửi đi vào tháng 2, lần này là 6 tháng. Những người vợ vẫn giữ liên lạc, anh ấy ở gần Bakhmut. Có rất nhiều con số 200, một người bạn của người phụ nữ viết, sử dụng mã số quân sự cho những người lính tử trận. Cô ấy đã chia sẻ những bức ảnh của một người đàn ông mặc đồ ngụy trang và nói rằng anh ta đã đăng ký tại nơi làm việc gia nhập một tiểu đoàn tên là Fecho, từ tiếng Nga có nghĩa là ngọn đuốc. Fecho cũng là tên của một cuộc thi tìm kiếm tài năng của công ty Gazprom 2 năm một lần, một lễ hội lớn trong đó các đội biểu diễn âm nhạc ở mọi lứa tuổi cạnh tranh để giành giải thưởng. Logo của nó, giống như phù hiệu của tiểu đoàn Fecho, bao gồm một ngọn đuốc thẳng đứng. Fecho Gazprom là tên của một đội bóng bàn của công ty. Một tiểu đoàn binh sĩ có tên Fecho đã được truyền hình nhà nước Nga đến thăm và sư đoàn này có một nhóm nhỏ trên ứng dụng nhắn tin của Nga, Telegram, nơi người thân để lại lời cảm ơn cho những người thân yêu đang phục vụ ở tiền tuyến. Không có liên kết nào đến Gazprom được đề cập, ngoại trừ một số tin nhắn video được chia sẻ với nhóm trò chuyện Fecho này vào cuối ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Trong một clip, ba người đàn ông ngồi bên trong một bốt an ninh có camera quan sát phía sau, mặc đồng phục mang nhãn hiệu Gazprom. Các bạn, chúng tôi chúc các bạn một năm mới hạnh phúc, từ Portovaya LNG, một người nói, đặt tên cho một trạm nén khí Gazprom ở thị trấn Vyborg phía Tây Bắc. Hãy trở về nhà sớm, khỏe mạnh và còn sống. Chúc mừng năm mới các đồng nghiệp của chúng tôi từ Vyborg, bộ phận an ninh của Gazprom, một tin nhắn kèm theo có nội dung. Các video khác từ văn phòng an ninh có cảnh một người đàn ông ăn mặc như ông già Noel. Trong một video khác, một đoạn video được gửi về nhà từ tiền tuyến vào đầu tháng đó, ba người đàn ông được trang bị vũ khí hạng nặng đứng trên cánh đồng và nói trước camera, gửi lời chào đến Vyborg và các đồng nghiệp của chúng ta tại nơi làm việc chung của chúng ta. Đơn vị Fecho dường như cũng bao gồm các chiến binh tình nguyện thường xuyên và trong các video khác có những lời cảm ơn dành cho Kosek và các thành viên của các nhóm khác. Đảng Pravaya Rossiya, nước Nga đúng đắn, một phong trào đế quốc, tự mô tả mình là người ủng hộ Fecho nổi bật, cung cấp vũ trang cho tiểu đoàn này. Georg Borovikov, một người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu lãnh đạo đảng, nói với Financial Times rằng một số thành viên của đảng là những chiến binh trong tiểu đoàn, được thúc đẩy bởi mong muốn khôi phục đế chế Nga. Ông nói, cuộc giao tranh đang diễn ra và một số lượng lớn các tiểu đoàn tình nguyện, không có bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào với Bộ Quốc phòng đang tham gia. Có rất nhiều, ở khắp mọi nơi, đảng đã độc lập thành lập một tiểu đoàn mới gồm 260 người có tên là Skip, theo tên người Scythier. Khi được hỏi về bất kỳ mối quan hệ nào mà Fecho có thể có với Gazprom, Borovikov nói rằng ông không biết, nhưng nói thêm, việc đứng lên và tổ chức một tiểu đoàn từ đầu đã khó. Đối với điều này,
bạn cần phải có một số loại nhà tài trợ, người có thể ở vị trí cao hơn một chút. Sự gia tăng nhanh chóng của các tiểu đoàn tình nguyện đã bắt đầu làm phiền lòng Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân lớn nhất và khét tiếng nhất của Nga, Wagner. Vào tháng 4, nhà cung cấp thực phẩm đã trở thành lãnh chúa đã tung ra một lời nói tục tĩu kéo dài 26 phút chống lại các đối thủ mà anh ta cáo buộc đã cố gắng đánh cắp hào quang và tiền tài trợ của anh ta. Prigozhin đã gọi tên Potok và phế trổ trong bài phát biểu và tuyên bố những nhóm như vậy, vốn ít được biết đến vào thời điểm đó, muốn làm loãng Wagner để không có một thế lực lớn nào có thể đóng vai trò trong chính trị trong nước. Ông nói, mọi người đều nói rằng sẽ có một cuộc đấu tranh quyền lực vào một thời điểm nào đó và mọi người đều cần có quân đội của riêng mình. Tuy nhiên, theo cựu quan chức cấp cao Nga, đóng góp thực sự của các đơn vị này trên chiến trường là rất hạn chế. Rõ ràng là những người làm việc này khá vô vọng, cựu quan chức này nói. Bạn phải trả ơn cho Prigozhin. Ít nhất anh ấy cũng có một số kinh nghiệm quản lý những thứ này. Theo các quan chức phương Tây và Ukraine, các nhà tài trợ dân quân hùng mạnh dường như quan tâm đến việc đảm bảo tài sản và vị trí trong nước của họ hơn là hiệu quả chiến trường. Bạn có quân đội, bạn có PMC, các công ty quân sự tư nhân, bạn có lực lượng vệ binh quốc gia, bạn có FSB, họ đang cố gắng tìm ra ai có cách tiếp cận tương tự, quan chức phương Tây nói. Nếu có một sự thay đổi, họ muốn ở một vị trí quyền lực. Trong đoạn video của mình, Prigozhin đã lái xe qua những dãy nhà bị phá hủy gần tiền tuyến để đến các chiến hào do các tiểu đoàn nhỏ hơn này điều khiển, bao gồm một chiến hào mà anh ta nói là Potok của Gazprom. Anh ấy mô tả những người đàn ông được trang bị quá kém để giữ vững lập trường của họ và khiến các nhà tài trợ tức giận chỉ bận tâm đến việc ghi điểm chính trị hơn là chiến đấu với Kyiv. Những người có tiền nghĩ rằng việc tạo ra một tiểu đoàn hiện đang rất hot, vì vậy họ đã bắt đầu nhân lên. Hai tiểu đoàn mỗi loại, Prigozhin nói. Họ cần phải báo cáo với Điện Kremlin về việc họ tạo ra các đơn vị của riêng mình tuyệt vời như thế nào. Một số tiểu đoàn nhỏ hơn, chẳng hạn như Potok, dường như tồn tại dưới sự bảo trợ của một công ty quân sự tư nhân lớn hơn tên là Vidat, đối thủ cạnh tranh của Wagner, công ty từng cung cấp một số nhân viên để bảo vệ lợi ích của Nga ở Syria. Vidat được cho là có khoảng 7.000 binh sĩ và đã tham gia vào các hoạt động xung quanh Kyiv và Kharkiv, theo tài liệu tình báo Ukraine. Rasen Leviev, một nhà phân tích quân sự độc lập và là người đứng đầu đội tình báo xung đột, cho biết các tiểu đoàn tình nguyện thường được đặt dưới sự giám sát của các lực lượng vũ trang chính quy. Nhưng những người khác được xếp vào những bộ trang phục bất thường, chẳng hạn như Wagner hoặc Vidat. Ông nói, một số cấu trúc nhận được sự bảo trợ của họ. Financial Times đã liên hệ với các bộ phận an ninh của Gazprom trên khắp nước Nga để hỏi về sự tồn tại của Potok. Nhân viên tại một tiền đồn của công ty ở Tomsk, Siberia, cho biết tất cả thông tin về Potok đã được tuyệt mật. Tại một nơi khác ở vùng Euro, các nhân viên xác nhận rằng chỉ những công nhân của chúng tôi tại Gazprom mới có thể nhập ngũ tới Potok. Khi được hỏi liệu Potok có còn tìm kiếm tân binh hay không, một công nhân tại địa điểm thứ ba trả lời, tại sao bạn lại hỏi, bạn có muốn tự mình đăng ký không? Ngay sau đó, công nhân Gazprom phủ nhận rằng bất cứ thứ gì có tên Potok tồn tại. Theo Financial Times, tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.